Năm tới là năm con rồng thì sẽ chơi những tác phẩm rồng nào ở sườn Bùi Gia? Đầu tiên đấy là một cái tiểu cảnh có tên là Độc Long Hí Ngọc. Và cái tiểu cảnh rồng này được đục ở trên phôi gỗ Ngọc Am Hà Giang. Và thường là các bạn sẽ kê ở trên một cái tủ có một cái đôn như này và đặt ở tại cái bàn trà ở tại phòng khách thì sẽ rất là hợp. Và nếu như các bạn muốn treo tranh tường thì chủ đề cá chép hóa rồng này cũng sẽ rất là phù hợp. Với một cái thiết kế tranh vuông nó rất là nhỏ gọn, xinh xắn thì có thể ứng dụng được nhiều cái vị trí ở trong phòng khách nhé. Và nếu như các bác có một cái không gian phòng khách thật là lớn thì ý tưởng để làm một cái tiểu cảnh tứ linh sẽ rất là phù hợp. Bởi vì trên cái tiểu cảnh tứ linh thì con rồng chính là chủ đề chính và cái nhân vật chính để chúng tôi có thể thể hiện một con rồng nó thật là hùng vĩ, thật là khác biệt và rất là đẹp nhé. Và ngoài ba con rồng trên, nếu như các bác thực sự muốn những cái con rồng mà thật là độc lạ, khác biệt với ba con còn lại thì hãy liên hệ để chúng tôi có thể là tư vấn riêng cho bạn nhé.